Pháp môn sám hối này chúng ta ghi nhớ từng giây từng phút. Mỗi ngày hai thời kinh sáng tối phải định khóa. Thời kinh sáng là nhắc nhở chính mình suốt đời này không lìa tam học, giữ định tuệ, không lìa giáo huấn của Phật. Thời kinh tối chính là sám hối. Hôm nay ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, có tuân thủ tam học giới định tuệ hay chăng? Tuân thủ tốt, cần phải duy trì nó. Nếu có sai trái lập tức sửa đổi, đây là sám hối. Giới rất cụ thể, bắt đầu từ thập thiện, dùng 10 điều này để phản tỉnh. Điều thứ nhất là không sát sanh. Hôm nay từ sáng đến tối, ta có hành vi làm tổn thương chúng sanh chăng? Đây là ngôn ngữ tạo tác. Có ý niệm làm tổn thương chúng sanh chăng? Ngôn ngữ là khẩu nghiệp, hành động là thân nghiệp, ý niệm là ý nghiệp. Tạo nghiệp đều không ra ngoài ba loại thân khẩu ý. Kệ sám hối của Bồ Tát Phổ Hiền là để dạy chúng ta. Từ vô thị kiếp đến nay, ta dùng gì để tạo nghiệp? Chính là thân khẩu ý. Chẳng những không được có hành vi này, cũng không được có ngôn ngữ này. Đương nhiên tốt nhất là không có ý niệm này. Để đối đãi với tất cả chúng sanh, kệ sám hối nói. Giảng tích tối hôm nay cầu sám hối. Nghiệp tạo vào sáng, trưa, chiều đều là dạng tích, tức quá khứ. Việc đã qua, tất cả nghiệp ác đã tạo đều do tham sân si từ vô thị. Từ thân khẩu ý phát ra, nguyên nhân tạo ác nghiệp là tham sân si mạn nghi. Đó là nhân. Thân ngữ ý là duyên. Quý vị xem có nhân có duyên, ác nghiệp liền thành tựu. Ác nghiệp là quả báo. Nếu không sám hối quả báo này,
không có lợi ích cho thân tâm mình. Thân tâm liền có tai họa. Tai họa là gì? Tai họa là bệnh tật, là ưu tư, là phiền não. Đây là tai họa của tự thân. Nói cách khác là thân tâm không khỏe mạnh. Sám trừ nghiệp chướng, thân tâm sẽ lành mạnh. Tâm được an ổn. Sám trừ nghiệp chướng, gia đình sẽ hạnh phúc. Sám trừ nghiệp chướng, nơi ở được an toàn. Nơi này ít xảy ra thiên tai. Chúng ta thấy hiện nay xã hội động loạn, thảm họa của địa cầu nói lên điều gì? Chứng minh người sống trên địa cầu tạo nghiệp chướng quá nặng, không biết sám hối. Mới tạo nên hiện tượng như bây giờ. Chúng ta gọi là hiện tượng xã hội, hiện tượng tự nhiên. Có liên quan mật thiết đến khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác của chúng ta. Đạo lý này các bậc cổ thánh tiên hiền nói rất nhiều, nói rất triệt để. Người bây giờ không tin cổ thánh tiên hiền, không tin Phật Bồ Tát, tin vào khoa học. Có một số người phát nguyện nhưng tín tâm không đủ. Vì sao vậy? Vì họ hiểu không còn hoài nghi. Vì họ chưa hiểu chân tướng sự thật, còn quá nhiều nghi vấn. Đây là hoài nghi. Vì vậy tâm nguyện của họ không kiên cố. Cảnh giới vừa hiển tiền liền bị cảnh giới xoay chuyển, không thể chuyển cảnh giới, ngược lại bị cảnh giới chuyển. Như vậy là đọa lạc. Giống như đánh trận vậy, ta đã bại trận, thậm chí là bị người giết chết, lại trôi lăn trong luân hồi lục đạo. Bên dưới nói có thể dùng tâm này ra vào trong trận sanh tử, không có tín tâm kiên định và trí tuệ. Ta ở trong xã hội này không thể không bị ảnh hưởng. Bị ảnh hưởng thì giống như đánh bại trận vậy. Tiếp theo nói, đối với những người được giáo hóa, đầu tiên gọi là đều phát tín tâm. Quý vị thấy, ta giáo hóa chúng sanh, dạy họ điều gì? Trước tiên là phải giúp họ kiến lập tín tâm. Tất cả mọi hành vi và mục đích đều giúp họ xây dựng tín tâm, khiến họ tin tưởng. Ngày nay muốn giúp người khác kiến lập tín tâm, cần phải làm gương cho họ noi theo. Nếu không thể hiện cho họ thấy, họ không tin. Cho nên vấn đề giảng sanh đến thế giới cực lạc hiện nay đã làm đến đâu?
đưa thần thức ta đến thế giới Cực Lạc. Họ đến thế giới Cực Lạc trở về lại sống lại. Hình như họ tỉnh lại. Khi tỉnh lại, họ đem cảnh giới này nói với mọi người. Lúc đó họ mới đi thật. Phải chăng đây là bản lĩnh của họ? Không phải vậy. Chúng ta biết đây là Phật A-di-đà gia trì. Thậm chí Phật A-di-đà dùng phương pháp này giúp ta kiến lập tín tâm. Người có nhân duyên tận mắt chứng kiến, họ không thể không tin. Người tin nhưng tính tâm không sâu, khi nghe lời này, tính tâm sâu hơn, mãnh liệt hơn, họ cũng được độ. Những người này chúng tôi đều biết. Chúng tôi hiểu họ không hề nói dối, không nói lời gạt người. Chúng tôi giao tiếp rất mật thiết, thật sự tin tưởng đây là sự thật. Ngày nay chúng ta phải nhớ, bất luận làm gì giúp người khác kiến lập tín tâm, nhất định phải chính mình làm được. Mình không làm được, ai tin mình? Vì sao phải làm như vậy? Giúp chúng sanh kiến lập tín tâm. Nếu ta không làm được như vậy, họ không tin. Khi đã có tín tâm, tiếp tục tu Bồ Đề hạnh. Bồ Đề là tiếng Phạn, nghĩa là giác ngộ, giác mà không mê. Hành là hành gì? Chúng ta khởi tâm động niệm, giác mà không mê. Ngôn ngữ tạo tác, giác mà không mê. Đây gọi là tu Bồ Đề hạnh. Tam bối giảng sanh đều phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm. Đây là trong kinh văn nói cho chúng ta biết phương pháp cụ thể của Bồ Đề hạnh. Trước tiên phải phát tâm Bồ Đề. Khi tâm Bồ Đề đã phát, một phương hướng, một mục tiêu, chuyên niệm Phật A-di-đà. Bên dưới giải thích, trong kinh này nói tu Bồ Đề hạnh tức đầy đủ hai nghĩa là phát tâm và chuyên niệm. Hai nghĩa này rất quan trọng, gọi là yếu nghĩa. Đại hạnh tu Bồ Đề tức do phát khởi Đại Bồ Đề tâm. Trong Bồ Tát hạnh, quả thật là lấy nhất hướng chuyên niệm làm mục tiêu tối thượng. Tất cả Bồ Tát giảng thiện đều tu, nhưng thập địa Bồ Tát mỗi địa không rời niệm Phật. Câu này quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Đạo tràng thành lập ở Đồ Văn Ba đến nay đã được 10 năm. Trong 10 năm này chúng ta có thành tựu gì chăng? Hành môn, giải môn. Rốt cuộc chúng ta thực hành được bao nhiêu? Không phải không thực hành, mà thực hành chưa đủ. Tiêu chuẩn còn quá xa. Không phải không thực hành, mà thực hành chưa đủ.
Quý vị nhất định phải biết, xưa nay người thật sự thành tựu không phải cha mẹ hay thầy tổ đốc thúc mà thành tựu. Có điển phạm, tự động tự phát mới có thành tựu. Tại Trung Quốc, các bậc thánh hiền xưa đã làm gương cho chúng ta thấy. Trong Đại Thừa, chư Phật Bồ Tát cũng làm gương cho chúng ta. Chúng ta rất lơ là điều này. Mỗi ngày khởi tâm động niệm, nếu tự tư tự lợi là danh văn lợi dưỡng, là ngũ dục lục trần, như vậy là biết chúng ta đang tạo nghiệp luân hồi, không phải hành Bồ Tát Đạo. Chúng ta bị ảnh hưởng sự ô nhiễm nghiêm trọng của xã hội. Ảnh hưởng nặng nề. Vì thì tâm không thanh tịnh, đoàn thể này hoàn toàn tan rã, không có sức ngưng tụ. Quý vị nói tôi không làm việc xấu, đúng vậy, là do quý vị không siêng năng tu hành. Hành là tư tưởng, hành vi. Tư tưởng và hành vi chúng ta có sai lầm, cần phải sửa đổi cho đúng, gọi là tu hành. Tiêu chuẩn là gì? Kinh điển là tiêu chuẩn. Kinh điển là tâm hành của Phật Bồ Tát. Họ đối với nhân sinh vũ trụ, có cái nhìn như thế nào? Có suy nghĩ ra sao? Trong cuộc sống hiện thực, họ làm như thế nào? Đều là gương tốt cho chúng ta. Nhưng chúng ta không siêng năng học tập, tôi giảng kinh thường khuyên mọi người. Chúng tôi từng đi qua rất nhiều nơi, tiếp xúc với rất nhiều người học Phật, đặc biệt là mười mấy năm gần đây, chúng tôi dùng mạng Internet vệ tinh, mở rộng phương diện tiếp xúc. Phật tử tại gia lơ là với thập thiện nghiệp đẳng, người xuất gia lơ là sa di luật nghi, điều này không ai trách được. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói rất hay: tiên nhân bất thiện, không biết đạo đức, không có người dạy cho nên không thể trách. Tiên nhân vô tri, vô sợ đạo đức, vô yêu quái. Không ai nói cho quý vị biết nên không thể trách được. À, mấy người cùng giảng à, không nên trách quái. Khi ta đã ngộ hiểu rõ thì phải thực hành.
Bắt đầu thực hành từ đâu? Bắt đầu từ đệ tử quy. Đệ tử quy là nền tảng làm người. Làm người mà chưa tốt, sao có thể trở thành thánh hiền? Sao có thể trở thành Phật Bồ Tát? Trước tiên phải làm người thật tốt. Chúng ta tổ chức học viện này là có ảnh hưởng cả thành phố này. Bản thân chúng ta chưa tốt, có lỗi với cư dân ở thành phố này. Vì không làm gương tốt cho mọi người noi theo. Đạo lý này không thể không hiểu, không thể không biết. Hàng đệ tử Phật phải có sứ mạng, phải có trách nhiệm. Đây thuộc về tâm Bồ Đề. Phải chăng trong đời này của chúng ta quyết định ở cầu sanh tịnh độ? Nếu là khẳng định vào việc giảng sanh tịnh độ, như vậy không thể không thực hành. Không thực hành coi như vô ích. Vô ích nghĩa là tiếp tục trôi lăn trong luân hồi lục đẳng. Tam bối giảng sanh cũng không ngoại lệ. Phật dạy bí quyết cho chúng ta chính là phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm. Trong tịnh độ tu hành, quan trọng nhất là hai việc phát tâm và chuyên niệm. Phát tâm, trong tâm chỉ có thế giới Cực Lạc, chỉ có Phật A-di-đà. Ta thật sự giảng sanh, làm tấm gương tốt cho mọi người noi theo. Đó chính là phổ độ chúng sanh. Mọi thứ đều phải buông bỏ. Ngày nay người trên thế giới này, mọi người đều nghĩ đến điều gì? Muốn khống chế, muốn chiếm hữu. Chứ vậy tự nghĩ xem, ta khống chế, muốn chiếm hữu, như vậy có thể thoát ly luân hồi lục đạo chăng? Nguyên nhân căn bản của luân hồi lục đạo chính là hai quan niệm sai lầm này. Đối với tất cả pháp thế xuất thế gian, không có ý niệm khống chế, không có ý niệm chiếm hữu, ta sẽ giải thoát. Mở được cái gút này, tức là đã thoát ly. Đại sư Chương Gia dạy chúng ta nhìn thấu, buông bỏ, có đạo lý. Chương Gia Đại sư dạy chúng ta nhìn thấu, buông bỏ, có đạo lý. Chương Gia Đại sư dạy từng giờ từng phút phải quyết tâm làm tấm gương tốt cho mọi người. Câu này rất quan trọng. Đương thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trụ thể 80 năm, giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Tất cả đều là làm tấm gương cho mọi người.
Ngài không chỉ có nói mà còn thể hiện cho mọi người thấy. Phải mở rộng tâm Bồ Đề, nói tường tận, chính là phẩm kinh văn này 48 nguyện. Mỗi niệm đều là tâm Bồ Đề, mỗi chữ mỗi câu đều là tâm Bồ Đề. Tu hành nhất hướng chuyên niệm, không có ai không thành tựu. Tất cả Bồ Tát giảng thiện đều tu. Đây là nói từ sơ phát tâm đến đẳng giác. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác. Tất cả Bồ Tát này thuần tịnh, thuần thiện. Nhưng quý vị phải chú ý câu thập địa Bồ Tát không lìa niệm Phật. Tôi cũng thường nói điều này. Nguyên văn là địa địa không lìa niệm Phật. Sơ địa, nhị địa, tam địa đến thập địa. Điều này nói lên điều gì? Bồ Tát tu hành đến sau cùng là phải thành Phật. Như vậy không phải là giảng thiện đều tu. Chỉ chuyên niệm câu Phật hiệu này. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Một và nhiều không hai. Quý vị hiểu ý câu này chăng? Câu A-di-đà Phật này nghĩa là giảng thiện đều tu. Giảng thiện đến sau cùng đều quy về một câu Phật hiệu này. Đạo lý này và chân tướng sự thật trong các buổi giảng chúng tôi thường hay đề cập đến. Không phải ít lần, nhiều lần, thường thường nói cúng dường mọi người. Vì sao thường hay nói? Vì quý vị không coi trọng nó. Thường lãng quên. Vì thế phải luôn luôn nhắc nhở quý vị. Hết thảy thiện pháp thế xuất thế gian đều không lìa sáu chữ hồng danh này. Triển khai câu Phật hiệu này chính là 48 nguyện. Triển khai 48 nguyện chính là Kinh Vô Lượng Thọ. Triển khai Kinh Vô Lượng Thọ chính là Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Triển khai Kinh Hoa Nghiêm là vô lượng vô biên thiện pháp mà tất cả chư Phật trong ba đời mười phương nói và tu hành. Quý vị thì đây là triển khai. Quy nạp lại đến sau cùng là một câu A-di-đà Phật. Như vậy mới lãnh hội được công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Công đức danh hiệu có thể cảm ứng chư Phật xuất hiện. Chư Phật còn có thể cảm ứng hiện tiền, huống gì những việc khác. Chư Phật còn có thể cảm ứng hiện tiền, huống gì những việc khác.
Vì sao không chịu quyết tâm tu hành? Tính là chiếc nôi của mọi công đức. Tính là nền tảng vững chắc chứng đạo và hành đạo, là chiếc nôi của mọi công đức, của tất cả công đức chân thật, nghĩa là có thể sanh ra tất cả các công đức chân thật. Quý vị xem tính quan trọng biết bao. Có thể sanh ra công đức như thế nào? Có thể sanh ra cảm ứng để Phật Bồ Tát hiện tiện. Cư sĩ Lưu Tố Dân và ba của Hồ Tiểu Lâm không quen biết, chưa từng gặp mặt. Khi ba của Hồ Tiểu Lâm giảng sanh, bà dùng lòng tin chân thành tuyệt đối, giúp ba của Hồ Tiểu Lâm sám hối nghiệp chướng, cầu Bồ Tát Địa Tạng làm cho ông tiêu trừ nghiệp chướng, cầu Bồ Tát Địa Tạng dẫn dắt ông giảng sanh tịnh độ. Bồ Tát hiện ra thật, quả thật bà đã làm được. Đây là nguyên nhân gì? Là nhờ tín tâm. Đây là công đức của tín tâm. Chúng ta tin, tin là đức hạnh của bà, không nói gì khác, chỉ nói đến chữ tín không thôi. Suốt đời không vọng ngừng, suốt đời chưa từng lừa gạt bất kỳ ai. Năm nay đã 66 tuổi, suốt đời không vọng ngữ. Là người thật thà, chân thành. Tuy lớn tuổi mới học Phật, 55 tuổi mới bắt đầu học Phật. Bà có thể cảm động Phật Bồ Tát giáng lâm. Đây là người thời nay đã chứng minh niềm tin là chiếc nôi của tu đạo, hành đạo, chứng đạo và truyền đạo. Niềm tin là nguồn gốc của tất cả mọi công đức. Tiểu bổn của kinh này nói, tiểu bổn tức là Kinh A Di Đà, vì chư chúng sanh mà nói pháp tất cả thế gian khó tin. Câu này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không vọng ngữ. Như Kinh Kim Cang nói, Như Lai thị chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả, bất cú ngữ giả, bất vọng ngữ giả. Mỗi câu nói của Như Lai đều là lời chân thật. Pháp môn này, pháp môn tịnh độ,
dạy người niệm Phật. Công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn. Nhưng ý nghĩa của câu A-di-đà Phật này quá sâu rộng, nói không cùng tận. Bộ kinh này là giải thích ý nghĩa câu A-di-đà Phật. Nếu chuyên tâm học, biết càng nhiều thì tính tâm càng kiên định. Tính tâm kiên định đến tột đỉnh, Phật sẽ làm chứng cho ta. Như Bồ Tát Đại Thế Chí nói, nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại tương lai chắc chắn được thấy Phật. Phật sẽ hiện ra trước mắt chúng ta. Công đức lớn lao đến như vậy, chúng ta muốn Phật hiện tiền nhưng Phật không hiện ra là do công lực chưa đủ. Không phải Phật không hiện tiền. Vì sao hiện ra trước mắt họ mà không hiện ra trước mắt tôi? Vì chân thành cung kính của tôi không bằng họ. Họ chân thành cung kính đến tuyệt đối, còn tôi chân thành cung kính của mình vẫn có vấn đề. Tâm họ thanh tịnh, tâm ta còn tạp niệm, còn ô nhiễm. Pháp môn này quả thật là pháp môn mà tất cả thế gian khó tin. Trong xã hội này giúp chúng ta kiến lập tính tâm. Chúng ta không thể không cảm kích cư sĩ Hạ Liên Cư đã làm ra cho chúng ta bản hội tập viên mãn như thế. Cũng không thể không cảm kích cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, phụng mệnh của Thầy viết bản chú giải rất hay cho bộ kinh này. Xuất hiện vào ngay trong thời đại dầu sôi lửa bỏng này. Ý nghĩa không giống nhau, không bình thường, lại tiểu bổn nói kinh văn trong kinh Di Đà: hàng chúng sanh các người phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh này. Đây là tên vốn có của kinh này. Do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Khi Đại sư La Thập phiên dịch là đã dùng danh hiệu là đề kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Lại nói các ông đều tin nhận lời của ta và lời của chư Phật nói. Đây là lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Các ông, nghĩa là tất cả mọi người, đều cần phải tin nhận lời ta nói, phải tin và tiếp nhận những gì Đức Phật nói trong kinh này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, chư Phật mười phương chứng minh cho Ngài. Giống như chư Phật nói vậy,